Chào cả nhà, đây là một bụi kiều có lẽ là khủng nhất rừng núi Kon Tum từ trước đến nay. Hàng như này thì xưa nay hiếm cả nhà. Một bụi kiều với số lượng thân lên đến 103 thân. Rất là khủng luôn, để tạo ra được cái bụi lan kiều như này thì phải nói rằng mất mấy chục năm trời và ở môi trường phải là lý tưởng thì nó mới có thể lên được từng này thân, lá. Và đây là kiều vuông hay còn gọi là thủy tiên trắng. Hoa trắng họng vàng rất là đẹp luôn các anh chị, các bạn yêu lan trên kênh mình ạ. Bụi này thì nếu mà mình về mình ghép ốp vào một cái tảng lũa, ví dụ như em đang ốp vào đây thì Tết này nó sẽ cho ra một mùa hoa rất là rực rỡ. Bởi vì có thể nhìn thấy những cái cần hoa nó rất là dài này cả nhà này, và được rất là nhiều luôn. Từng này thì một mùa có thể lên đến vài chục vòi hoa, vài chục cần hoa là chuyện hết sức bình thường đối với một cái bụi mà siêu khủng, phải nói là siêu khủng luôn. Bụi bình thường hoặc là bụi nhỏ thì trên rừng kiếm được nó cũng đã gọi là khó rồi, bởi vì kiều nó mọc ở trên những cái ngọn cây rất là cao. Còn đây ấy, là phải thật sự có duyên, những anh em đi rừng có duyên mới mang về được những cái rề kiều mà nó to khủng khiếp cỡ này, với số lượng thân nó nhiều kinh khủng cỡ này. Thì hôm nay em mong muốn là anh chị nào mà thích hữu duyên sở hữu cái bụi kiều này thì em chia sẻ giá là 1.500k, 1.500.000 cho cái bụi kiều 103 thân này. Đó, anh chị nào thấy hợp nhãn, thích chơi số lượng ít nhưng mà chất lượng. Số lượng ít ở đây là một bụi thôi nhưng mà nó gọi là đẳng cấp luôn ấy. Đấy thì có thể mang về trấn vườn, làm hàng trấn vườn của không gian đam mê của mình cả nhà ạ. Và các anh chị sưu tầm thì có thể là gọi cho em trực tiếp đến số điện thoại là 0376523769, hoặc là kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0968789735 để có thể nhận được những hình ảnh. Nếu mà muốn xem những hình ảnh về cây nhiều hơn, cây mùa này bắt đầu lên mầm này, những cái mầm tơ đang lên này, nó sẽ còn lên rất là nhiều nữa. Và đảm bảo là cái này bây giờ nó sẽ về trăm, nó sẽ lên được 100 mấy chục thân đấy cả nhà. Và bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Xin chúc các anh chị là một ngày mới là vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé cả nhà nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo trên kênh Người Tầm Lan nhé.